Qua 8 năm thực hiện, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được các cấp, ngành, doanh nghiệp và người tiêu dùng đón nhận, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, tạo động lực cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như vị thế cạnh tranh. Nhằm động viên khích lệ những nỗ lực của các doanh nghiệp, vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức lễ trao giải thưởng sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam lần thứ 2 cho 96 doanh nghiệp tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nghiệp đạt giải top 10 sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc, 10 doanh nghiệp đạt giải top 10 doanh nghiệp có dịch vụ thương hiệu Việt xuất sắc. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đấu tranh phòng chống nạn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh, ý chí và sức sáng tạo để nâng cao chất lượng, uy tín của hàng Việt, chiếm lĩnh thị trường trong nước và ngày càng thâm nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế, khu vực.